Xin chào các em, chúng ta tiếp tục. Vừa nãy chúng ta đã tìm được, chúng ta đã xử lý cái chuyện là vector riêng và giá trị riêng của một phép biến đổi tuyến tính. Thế bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ xét vector riêng và giá trị riêng của một cái ma trận. Thì cái bài toán mở đầu của nó như thế này là giả sử V là một không gian vector hữu hạn chiều với có cơ sở là E1, E2 cho đến EN. Xét cái f đi từ v đến vn, đi từ v đến v là một tự đồng cấu, tức là chính là phép biến đổi tuyến tính nhé. Và nó có ma trận đối với cơ sở tuyến tính ở trên này. Cơ sở ở trên này là như sau. Chúng ta biết cái ký hiệu ma trận chúng ta học vào từ hồi đầu rồi, chương 3, chương 4. Đấy. Thì lambda là một giá trị riêng của một cái phép biến đổi tuyến tính f ứng với vector riêng u, thì chúng ta sẽ có cái kết quả là FU bằng lambda U. Bài toán đặt ra ở đây là chúng ta viết tọa độ của cái vector U này đối với cơ sở E dưới dạng một ma trận cột X. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có được như sau. Tức là chúng ta làm như này. Chúng ta viết cái ma tọa độ của vector U đối với cơ sở E này. Đấy này. Dưới dạng một ma trận cột, tức là chúng ta viết theo chiều dọc ấy, thì tọa độ của FU nó sẽ là AX. Và như vậy theo tính chất, cái này theo tính chất của ma trận và ánh sáng tuyến tính thì nó bao giờ nó là tích của A nhân với ma trận X. Và như vậy thay vào cái số 1 này thì chúng ta sẽ có được cái phương trình này, và dùng cái thủ thuật chúng ta chuyển vế sang giống như vừa nãy thì chúng ta sẽ được là như sau: AX bằng lambda X, AX bằng lambda X. Cái kỹ thuật giống như vừa nãy, em phải để ý không, em biết đổi lại cứ nhóm lung tung không được. Chúng ta được đến đây là a x bằng lambda x. Ở đây a thì là cái ma trận của cái phép biến đổi tuyến tính kia rồi, nó là ma trận vuông, và x thì là ma trận cột x1 x2 này, cái kiểu này này à, đúng không? Đấy. Thế thì lambda chỉ là một số thôi, cho nên nếu như mà ta chuyển lấy sang, ta sẽ được là a x trừ lambda x bằng, đây không phải là số 0 nữa nhé, mà là ma trận 0. Ma trận 0 ở đây là cái ma trận 0 là cỡ m dòng n dòng một cột. Nó như này này. Đấy. Thế nếu như mà chúng ta thấy theo cái ngày xưa chúng ta học, chúng ta nhóm con a con x ra ngoài mà chúng ta viết như thế này là chúng ta sẽ ăn không điểm. Như thế này là sẽ sai. Vì sao sai? Bởi vì a là một vết à, một là một ma trận, trong khi lambda lại là một số, cho nên là một ma trận không thể trừ một số. Em viết như này là sai ngay. Đấy, viết như này là sai. Vậy thì viết thế nào nó đúng? Sẽ là a trừ đi lambda y. Y đây là cái ma trận đơn vị cấp n nào, nó phải như thế này cơ. Đây là cái ma trận. Đấy. Tại trong cái sách nó viết rất là vắn tắt, cho nên nhiều lúc chúng ta không biết tại sao ở đâu nó ra là như thế. Như vậy là như thế này. Và điều này là tương đương với lại x, nó sẽ thuộc vào ke của a trừ lambda y. Đấy. Đúng chưa nào? Y ở đây là in nhé. Rồi. Như vậy chúng ta có phép biến đổi như thế để ta mới hiểu được cái người ta trình bày ở dưới đây. Chúng ta có cái định nghĩa như sau: cho A là một ma trận vuông cấp n, cái vector x là thuộc vào n, x0 được gọi là vector riêng của, nếu như tồn tại một cái số lambda thuộc r, sao cho, đây là định nghĩa nhỉ. Và nhớ là vector x này phải khác vector không, số lambda này được gọi là giá trị riêng của A ứng với vector riêng x. Thì từ đây chúng ta có cái chú ý là vector riêng thì nó phải khác vector không, vì đối với mọi vector không chúng ta đều có như thế này với mọi ma trận A, thế thì còn nói chuyện quá gì, và với mọi lambda trời nó hơi khủng quá đúng không. Rồi ở đây người ta minh họa cho chúng ta đối với ma trận A là như sau, thì đây ví dụ là cũng thế, tức là rất giả, tức là nó viết như này, nó phải nói là như này cho ma trận A, cái này phải chỉnh sửa lại là như thế này thì nó mới chuẩn. Cho ma trận A và cái này,
chứng minh x là vectơ riêng của ma trận A. Nó phải như thế nhỉ? Chứng minh rằng x là một vectơ riêng của ma trận A. Đấy, phải ghi như thế thì người ta mới hiểu được là đi làm gì hả? Thầy giáo chỉnh sửa lại tí để cho nó hợp lý hơn. Thế bây giờ khi chúng ta làm muốn chứng minh nó là một cái vectơ riêng đúng không? Chúng ta phải nhân với nhau xem nó bằng cái gì. Ừ. Chúng ta xem ở trên nhé. Theo định nghĩa này. À. Như vậy là để muốn chứng minh x là một vectơ riêng của cái ma trận A thì chúng ta phải chứng minh rằng là phải tồn tại một cái số thực lambda để cho ax bằng lambda x. Vậy bây giờ chúng ta làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cách là chúng ta đi lấy tính tích của a nhân với x thì nó sẽ bằng gì? A có ax a nhân x ma trận A đây. Ma trận A là 3 0 8 trừ 1. 3 0 8 trừ 1 nhân với mấy cái ma trận x ở đây là 1 2. Từ từ cứ bình tĩnh. Cho thầy tí thầy dịch ra. Ta nhân với nhau nhé, 3 0 8 trừ 1. Rồi tạm thời nhân tay trước nhé. 3 nhân 0 8 trừ 1, 3 0 8 trừ 1. 3 0 8 trừ 1. Thì cái con x của chúng ta là x đề bài cho chúng ta là 1 2. Mình nhân thử với nhau xem nó ra cái sự kiện gì. Thì nhân với nhau là dòng này nhân cột này thì là bằng 3. Dòng này nhân cột này 8 nhân với 1 6. 3 6 quan hệ gì với lại 1 2? Thì như vậy nó bằng 3 lần của 1 2. Thế thôi, như vậy cái con lambda này chính là lambda. Đấy. Hình dung chưa nào? Đấy, nhưng mà mình trình bày trong sách giáo khoa nó viết như thế, đâm ra mình đọc mình không hiểu người ta làm thế nào. Thì mình phải viết ra lại, thầy giáo phải viết lại. Ta có cái này này. Mình là bằng này. Nhân với nhau thì nó bằng 36 nhỉ? 36 tức là bằng 3 lần của 1 2. Đấy, nó phải như thế, tức là bằng 3 lần của vectơ x. Đấy, như vậy là lambda bằng 3 đúng chưa? Suy ra x bằng cái này là một vectơ riêng của ma trận A. Ở đây là ứng với giá trị riêng lambda bằng 3. Lambda bằng 3 đâu ra, là do ta làm ra chứ không phải tự nhiên nó đẻ trên trời ra đâu. Hiểu chưa? Đây là cái bài toán là dễ nhất của đất, là bài toán chứng minh, tức là nó cho sẵn chúng ta. Đấy, thì ở trong sách giáo khoa thì thầy giáo vẫn để nguyên cái thầy giáo không xóa đi. Còn thầy giáo thêm bổ sung sửa lại thành từ, còn trong giáo nó có minh họa chúng ta hình vẽ thôi. Chờ tí. Đánh máy cho chúng ta nhìn luôn cho nó dễ. Chữ thầy nó hơi xấu, mình viết nó quảnh quàng, nó xít sang bên slide này sang slide kia, chúng ta khó nhìn. Dịch hơi lâu. Đây là làm trong sách giáo khoa nhé. Đấy, bây giờ trình bày phải như này, đề bài ví dụ mình sửa lại thế này, chứng minh rằng cái vectơ x 1 2 là một vectơ riêng của cái ma trận này. Ta viết theo chiều chiều dọc, tất nhiên chúng ta có thể viết theo chiều ngang nhưng mà lúc nhân vào đây thì phải viết theo chiều dọc. Rồi, thì ta làm như sau. Ta có a nhân x thì bằng thế này. Đấy. Dòng thứ nhất nhân với cột
dòng thứ hai nhân với cột này, kết quả 36, 36 chính là bằng 13, 12, 3 lần của 12. Và như vậy là chứng tỏ rằng là x 12 này là một vector riêng của ma trận A ứng với giá trị riêng lambda của bài, rất dễ hiểu. Thế còn cái hình vẽ này là minh họa cho ta nhé. Xóa hẳn cái bài, xóa hẳn cái này, nó phải sửa lại như thế. Chết giả, bù 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 phát chả hiểu làm gì cả. Chết giả, có cái đoạn đây, cái hình vẽ dưới này là minh họa. Đây, không dịch nữa đâu, cái này đấy, chạy tiếp sang bài khác. Đấy, chúng ta phải hiểu như thế, người ta viết này chúng ta hiểu, không hiểu người ta làm gì. Phải biết dưới dạng đề bài như này, chứng minh rằng là một vector riêng của ma trận này. Rồi, nhưng mà chúng ta đang thắc mắc chỗ này là gì? À, thì đấy là người ta cho chúng ta sẵn, thì gặp những cái bài người ta không cho thì làm kiểu gì? Thì chốc nữa chúng ta sẽ phải nghĩ ra cái phương pháp để mà xử lý đấy. Bài này là người ta cho chứng minh rằng thì là mình biết x rồi mà nhân, đúng không? Nhưng mà những bài khác nó không cho x thì ta làm gì? À, nó cũng không cho lambda ta làm gì? Đấy, thế thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu mới đến cái phần tiếp theo là cách tìm giá trị riêng và vector riêng như sau. À, chính là cái đoạn mà thầy vừa viết bằng tay vừa đấy đấy. Đấy, ta bắt đầu tìm giá trị riêng của A. Trước hết chúng ta thấy rằng cái phương trình lambda x AX bằng lambda x được viết như thế này. Trong đó y là ma trận đơn vị cấp n, chuyển vế sang và nhóm ra, đúng không nào? Rồi đấy, thế lambda sẽ là một cái giá trị riêng của A khi và chỉ khi ấy, thì là cái hệ phương trình này có nghiệm không tầm thường, có nghiệm không tầm thường. Bản thân lúc nào cái x này nó cũng là, nó có một nghiệm là x bằng không nhá. Thì bây giờ muốn mà cái này mà nó để trong định nghĩa cái vector riêng thì nó phải khác với vector không. Cái vector không vào đây thì đúng lúc nào nó cũng là nghiệm không, nhưng mà định nghĩa phải là khác với vector không. Như vậy là lambda nó sẽ là một cái giá trị riêng của cái hệ của cái ma trận A này, thì bắt buộc là cái hệ phương trình này là phải có nghiệm không tầm thường, tức là nó có nhiều hơn một nghiệm đấy. Đấy, và như đó, như vậy là dẫn đến định lý sau đây, cho A là một ma trận vuông cấp n, lambda là một giá trị riêng nếu và chỉ nếu nó là nghiệm của phương trình sau đây. Nghiệm không tầm thường dẫn tới cái kết quả thế này, bắt buộc cái det của nó phải bằng không thì nó mới có nghiệm không tầm thường. Chắc là nhiều em vẫn chưa hiểu chỗ này đúng không? Bây giờ nói lại nhé, cái phương trình này lúc nào nó có một nghiệm tầm thường là x bằng không, thế mà bây giờ nó làm mà nhưng mà định nghĩa vector riêng ấy, thì nó phải khác với thế không, cho nên cái này phải có là giá trị riêng ấy, thì là cái này nghiệm này không có nghiệm không tầm thường. Và có nghiệm không tầm thường thì bắt buộc làm sao ạ? Bắt buộc là cái anh này hôm trước ta học rồi, nếu như mà nó có nghiệm không tầm thường tức là cái anh ma trận này nó phải là suy biến, suy biến đi đắt của nó bằng không còn gì nữa, đúng chưa? Cho nên nó dẫn đến định lý này. Đấy, và cái anh này được gọi là phương trình đặc trưng của cái ma trận A, và đa thức này được gọi là đa thức đặc trưng. Cái này thì chứng minh là chúng ta khai triển tung nó ra thôi, và chứng minh một quy nạp với n là bằng 1 thì nó thế nào, giả sử nó đúng với n là bằng, sau đó chúng ta khai triển nó ra theo dòng theo cột thì nó sẽ ra được kết quả này thôi. Nói thế thôi nhưng mà cũng phải chứng minh, cũng phải một trang thôi, ta công nhận cho nó nhanh. Và sau đây thì chúng ta sẽ làm hai cái ví dụ này. Cái bài vừa đấy nó bảo là chứng minh rằng ai chả làm được, nhưng mà bây giờ là phải đi tìm cơ, tức là nó không cho biết cái vector x ý, thì mình phải tìm thế nào. Đấy, các em để ý kỹ mà chúng ta xử lý nhá, thầy giáo sẽ ghi từng bước một ở đây để cho các em biết. Cái chỗ này thầy giáo đánh máy thì nó không kịp được, chỉ ghi bằng tay thôi, em ghi cho cẩn thận. Chốc lỡ ghi xong rồi bắt đầu mới rút ra nhận xét, đặc biệt khi nó là có cái ma trận đấy là ma trận đường chéo, ma trận tam giác trên tam giác dưới thì nó rất dễ. Là bước thứ nhất là chúng ta đi khai triển cái det của A trừ lambda y, đây là bước 1. Với câu thứ nhất nha, là det
của A trừ lambda y. Thì các em cứ làm như sau, cứ đi trên đường trong chính thì các em trừ đi lambda như thế đó, còn tất cả những cái khác giữ nguyên. Như vậy nó sẽ là 3 trừ lambda 0 8 trừ là trừ 1 trừ lambda, được chưa nào? Khai triển nó ra thì nó chính là 3 trừ lambda nhân với trừ 1 trừ lambda. Bước 1 khai triển xong, bước 2 giải phương trình bằng 0. Nó tương tự như kiểu bài ông của trong giờ lý thuyết, trong giờ bài tập ấy. Bước thứ hai là chúng ta đi giải phương trình Det A trừ lambda y bằng 0. Nó tương tự như trong giờ bài tập, tức là 3 trừ lambda nhân với trừ 1 trừ lambda bằng 0. Như vậy là lambda bằng 3 hoặc là lambda bằng âm 1. Để bài hỏi là tìm vectơ giá trị riêng cho nên chúng ta dừng ở đây. Còn vectơ riêng thì chúng ta sẽ phải tìm thêm tí nữa. Được chưa? Đấy, giá trị riêng nó gồm hai bước. Xong không? Đấy, tương tự như vậy thì các em làm cho thầy cái ý thứ hai, nhưng mà nó sẽ vất vả hơn một chút bởi vì nó là định thức cấp 3. Đấy, cái này là hiểu chưa nào? Cứ ghi đúng các bước ra thì các em sẽ giải được ngon lành. Bây giờ nha, với cái thứ hai. Cái thứ hai thì là bước 1 chúng ta cũng khai triển đét của A trừ lambda y, tức là ở đây thì nó là 0 trừ lambda, tức là trừ lambda 1 0 0 trừ lambda 1 4 trừ 17 8 trừ lambda, đúng không? Xem có nhầm chỗ nào. Đấy, xong rồi khai triển tung nó ra, khai triển theo quy tắc mũi tên các thứ là chúng ta học trong buổi trước. Lâu lâu rồi, khai triển định thức. Đấy. Sau khi tính được xong rồi chúng ta cho nó bằng không là chúng ta sẽ ra được nhé. Bài này các em tự làm. Gợi ý hết đến đấy là gần hết rồi. À, cũng từ cái ví dụ một ấy, thì mình mới thấy được ra là hóa ra là ma trận tam giác thì cái vết thì cái giá trị riêng của nó chính là các cái anh nó là cái phần tử trên đỉnh châu chính, cho nên nếu như mà đề bài cho như này một phát là chúng ta tìm được ngay ra là cái vector riêng của nó, bởi vì nó tính định thức của nó chính là tích cực trên đỉnh châu chính 1 phần 2 3 2 phần 3 và trừ 1 phần 4 trong một nốt nhạc, đúng không? Như vậy nếu nó cho ma trận này tam giác trên này, tam giác dưới này hoặc ma trận đứng chéo này, thì các giá trị riêng của nó tìm trong một nốt nhạc đã xong rồi. Chúng ta sẽ có cái định lý sau đây: nếu A là ma trận vuông cấp n thì các khẳng định sau là tương đương. Thứ nhất là giá trị riêng lambda là giá trị riêng của A, thì cái phương trình này có nghiệm khác không? Nó giống như thầy trò mình biến đổi vào đấy thôi, tồn tại một vector x khác vector không sao cho vector ax bằng lambda x, cái này là đương nhiên. Chuyển vế đổi dấu sang xong là tương đương, chuyển vế ra lambda là nghiệm của đa thức đặc trưng nét của A trừ lambda y. Rồi. Thế thì vừa nãy là cho chúng ta biết được cái kỹ thuật tìm giá trị riêng, đúng không? Bây giờ để người ta yêu cầu thêm là chúng ta đi phải đi tìm vector riêng và cơ sở của không gian con riêng. Thì chúng ta làm như nào?
Thì thực ra cái quá trình của nó làm tương tự làm tiếp cái quá trình vừa nãy thôi, tức là sau khi chúng ta tìm được cái giá trị riêng xong, tìm giá trị riêng xong thì chúng ta đi tiếp tục đi tìm, bắt buộc phải đi tìm tiếp là không gian con riêng. Trời ơi bây giờ đành phải làm thôi. Cái con vừa nãy, cái con ví dụ hai vừa nãy mình lười, bây giờ mình phải làm, bây giờ phải làm tiếp. Thầy có đánh máy đây không, đành phải tìm thôi, tìm tiếp nhé. Tức là sau khi phải tìm được cái giá trị riêng rồi sau đó triển khai tiếp. Như vậy là bước 1 là như thế này này. Rồi, bây giờ chúng ta khai triển nhé. Không khai triển không dám đâu. Tính cho thầy cái định thức này này. Tính cái định thức này. Thì tính theo khai triển là chúng ta viết thêm dòng 1, dòng 2 này. Đây, viết một bút chì này. Trừ lambda 1 0 0 trừ lambda 1. Đấy, như vậy cái con đét này nó sẽ bằng nhân dọc này xuống. Thì là lambda nhân với 8 trừ lambda trừ 1 à nhập. Trừ lambda bình, lambda bình. Tiếp tục con này nhân con này là 0. Con này nhân con này 4. Xong rồi nhân theo cái này với dấu trừ, trừ đi 0. Con này nhân con này nhân con này. Nghĩa là trừ 17 lambda. Còn con dưới là bằng 0. Như vậy là bằng 8 lambda bình phương trừ lambda mũ 3 cộng với 4 trừ 17 lambda. Đấy, cho nên bước 1 là các em phải khai triển nó ra và tính được nó ra như thế này. Thì ta viết gọn lại là thành trừ lambda mũ 3 cộng 8 lambda bình trừ 17 lambda cộng 14. Cái kỹ thuật tính các em học rồi, tao chỉ ghi lại gọn, ngắn gọn, thực ra là ghi hết à, nói như thế. Sau đó chúng ta bấm máy là nghiệm của lambda nó bằng cái gì. Đấy là bước 1. Bước thứ hai là chúng ta đi giải phương trình, giải phương trình đét của a trừ lambda y bằng 0. Thông thường những cái bài này người ta cho nghiệm đẹp lắm, chứ cho nghiệm xấu thì chết rồi. Có năm người ta không ra đề kiểm tra không kỹ của nghiệm xấu. Ta kiểm tra thử xem nghiệm đẹp hay xấu. Phương trình số 5. Phương trình là phương trình bậc 3 là phương trình 3. Đấy, như vậy là trừ 1 này, 8 này, trừ 17 này. Còn cuối cùng là con mấy nhỉ? 4 à? Ôi thì chết rồi. Thế này có nhầm nhỉ? Ra số xấu này. Ra số xấu này thì hơi hơi giảm. Tải tiếp hơi giảm. Rồi, trả chút. Xem ví dụ khác. Chắc có tính nhầm thế nào không? Cho số xấu này làm chết giả. Bài tập vector thơ riêng, giá trị riêng. Chờ tí xíu. Ôi. À, ở trong này có nhưng mà giáo chỉ minh họa cho trường hợp là nó nhỏ nhỏ này, dễ dễ để tìm.
Đây nha. Bây giờ lấy cái ví dụ này thôi, lấy ví dụ kia nó hơi dài. Như sau này, đa thức đặc trưng của ma trận này, sau khi tính xong này, cho nó bằng không mình để giải ra này. Như vậy là bước 1, bước 2 là xong này. Bây giờ bước thứ ba thì chúng ta sẽ thay cái con lambda vừa tìm được vào cái biểu thức này. Đấy nha. Chúng ta thay vào đây. Thay lambda vào. Đấy không? Cái con đầu tiên là gì? Lambda bằng 3 đúng không? Và lambda bằng âm 1. Em quyết định thầy giáo làm trong trường hợp này thì khi về sau phải cho cái ma trận nó chuẩn chuẩn, ma trận đề bài ra đều quá, động ra tính toát mồ hôi để theo kiểm tra lại xem nó nhầm dấu ở chỗ nào, nó số xấu. Tất nhiên số xấu về mặt nguyên tắc chúng ta vẫn phải giải, nhưng mà ra như thế là đánh đố nhau, hiểu không? Đấy nha. Số được đẹp cũng loại số xấu có thể nhầm nhiều một cái dấu nào đấy để kiểm tra lại. Xong hôm nay chúng ta cứ xét cái trường hợp nó đặc biệt, nó đẹp đẹp tí cho nó nhanh, cho nó hiểu bài đã. Cái thầy đánh 1 với 2 là nó gộp cả hai bước. Bước 1 là chúng ta bắt đầu đi tính đa thức đặc trưng đúng không? Nét của A chỉ lambda y. Bước thứ hai là chúng ta giải phương trình nét A chỉ lambda y bằng 0. Một là khai triển này, hai là giải này, và bước thứ ba là chúng ta bắt đầu thay nó vào. Thay vào nhé, ví dụ chúng ta có thay vào, thay lambda vừa tìm được vào. Cụ thể như trong bài này lambda bằng 3 chẳng hạn, lambda bằng 3 thì chúng ta sẽ thay vào đây, chúng ta thay vào nhưng mà chúng ta không ghi chữ det nữa. Như vậy là gì ạ? A trừ 3 y nhân với ma trận x bằng 0. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là chúng ta thay vào cái chỗ này nhưng mà nó không phải là ngoặc vuông, không phải này, mà nó là 3 trừ đi 3 8 0 trừ 1 trừ đi 3 đấy, nhân với x. X ở đây thì mình có thể ký hiệu y đấy, bằng ở bên phải nên là 0 0, hình dung chưa nào? Đấy, cái này là ma trận không nhưng mà số 0 thì vì nó cứ ghi này cho nên là rất nhiều bạn biết đổ nhầm. Rồi cứ nhân với nhau thì cái phương trình trên đấy, trên nó là 0 0, như vậy là 0 x cộng 0 y, ở dưới là 8 x trừ 4 y. Quên, nhân rồi, bằng bên này là 0 0, được chưa nào? Như vậy là chúng ta sẽ được 8x trừ 4 y bằng 0, tức là y bằng 2x. Y bằng 2x như vậy là gì ạ? Đấy, từ đây chúng ta sẽ suy ra là tất cả các vectơ riêng nhé, có hai có cái kết luận này. Thứ nhất là các vectơ riêng thì nó sẽ viết được dưới dạng là x 2x. Tất cả các vectơ riêng, nếu nói vectơ riêng, tất cả vector riêng là x 2x, ở đó x thuộc vào R và x phải khác không? Đây là tất cả các vector riêng ứng với lambda bằng 3. Được chưa nào? Đấy, nếu như đề bài hỏi là tìm các vector riêng thì chúng ta sẽ làm như này, được chưa? Tiếp tục. Hoặc là chúng ta kết luận thứ hai là không gian con riêng. Không gian con riêng ứng với lambda, giá trị riêng lambda bằng 3, là em ghi đúng như này nhưng mà đóng ngoặc các bạn. X 2x thuộc R không có khác không ấy nhá, bởi vì nó là không gian con ấy, thì nó là tính cả phần tử không mà. Đấy, lưu ý nhá, vector riêng thì nó phải trừ cái không đi, nhưng mà đây là không gian con riêng thì như thế này, được chưa nào? Và cái con này chính là bằng đưa x ra ngoài thì trong còn lại là 1, 2. Cho nên là cái thằng này nó chính là span không gian con tuyến tính sinh ra bởi cái vector có tọa độ là 1, 2. Bài toán được giải quyết xong. Cái ý lambda bằng bằng 3, lambda bằng trừ 1 thì cái tương tự, lambda bằng trừ 1 tương tự.
nhé. Đề bài hỏi cái gì thì ta làm. Đề bài hỏi là các vectơ riêng thì chúng ta lấy đây, còn đề bài hỏi là không gian con riêng thì là lấy đây, hiểu chưa? Đấy, thầy phải nói nhiều cái kịch bản ấy xong chúng ta biết. Rồi, tương tự như vậy trong trường hợp lambda bằng âm 1. Lambda bằng âm 1. Quy trình làm tương tự. Quy trình làm tương tự. Ở trong này nó ghi hơi tắt một tí. Phải giải kỹ như vậy giáo nói. Đấy, thì chúng ta ra chúng ta mới được kết quả. Đấy, thế là chúng ta xong được cái phần này. Số này hơi lẻ để tao kiểm tra lại, chỉ cần nhập một dấu thôi thì chúng ta làm toát hết mồ hôi. Rồi, tiếp theo là giá trị riêng của ma trận lũy thừa thì chúng ta có kết quả sau đây. Nếu lambda là một giá trị riêng của ma trận A và x là một vectơ riêng tương ứng thì chúng ta sẽ có a bình phương x. Thì theo công thức a bình phương x, a bình phương thì sẽ bằng a nhân a, sau đó sử dụng tính chất kết hợp ta sẽ bằng này. Nhưng mà ax thì lại bằng lambda x. Như vậy chúng ta cho lambda về đằng trước. Đấy, thì kết quả là bằng lambda bình x. Như vậy, nếu như lambda là một giá trị riêng của ma trận A thì lambda bình sẽ là giá trị riêng của A bình, và x vẫn là giá trị riêng vectơ riêng tương ứng. Một cách tổng quát ta có như sau. Nếu k là một số nguyên dương và lambda là một giá trị riêng của A thì x là một vectơ riêng tương ứng thì lambda mũ k sẽ là một giá trị riêng của A mũ x, A mũ k. Nhớ nhé, không biết lúc làm bài tập không biết làm. Tức là chúng ta cứ tìm giá vectơ riêng của cái ma trận A đi, vectơ riêng rồi giá trị riêng thì sau đó chúng ta dùng cái định lý này là sẽ ra được của ma trận lũy thừa. Nhá. Vectơ riêng thì vẫn như cũ nhưng mà giá trị riêng thì đem mũ lên. Thế thôi. Chốt lại là cái không gian con riêng của hai cái thằng A và A mũ K là nó giống nhau. Chỉ có giá trị riêng thì là nó đem lũy thừa lên. Được chưa? Định lý là rất quan trọng, sẽ giúp chúng ta tính cho lũy thừa. Đây. Vẫn là cái ma trận vừa nãy. Khi chúng ta tìm cái giá trị riêng của bài này thì rõ ràng là chúng ta cứ tìm cái giá trị riêng của A mũ 1 trước, sau đó rồi ta đem mũ nó lên là xong. Nha. Thầy nó sẽ chỉnh sửa lại chốc về lúc nào rảnh rỗi chiều tối kiểm tra lại xem là chúng ta sửa lại như thế nào này. Số này nó hơi xấu. Ra nó giá trị riêng xấu ơi là xấu. Tiếp tục mối liên hệ giữa giá trị riêng và ma trận nghịch đảo. Một ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi lambda bằng không, không là giá trị riêng của A. Chứng minh có ba dòng là xong. Rồi. Tiếp tục. À, nếu A là ma trận khả nghịch và lambda là một giá trị riêng của ma trận A thì 1 trên lambda lại là giá trị riêng của A mũ trừ 1. Hay quá. Như vậy vectơ riêng thì nó là nghịch đảo thôi. À, giá trị riêng là nghịch đảo lên thì còn vectơ riêng nó vẫn giữ giữ như cũ. Nó nhìn ở đây. Đấy, nó vẫn giữ như cũ.
chứng minh là như này, gọi U là khác với không là vectơ riêng ứng với giá trị riêng là lambda của A, thì khi đó chúng ta sẽ có AU bằng lambda U. Và như vậy chúng ta sẽ có cái kết quả A mũ trừ 1 bằng lambda U bằng như này. Sử dụng tính chất kết hợp nhé, kết hợp AU A mũ trừ 1 nhân lambda U thì chính là bằng A mũ trừ 1 nhân AU. Rồi. Thực chất của cái này là chúng ta nhân cả hai bên với A mũ trừ 1. Nhưng mà viết ngược lại, trái sang phải sang trái. Dùng tính chất kết hợp. A mũ trừ 1 nhân với A thì lại bằng Y, và Y nhân với U thì Y nhân U thì bằng U. Xong. Ừ. Đấy. Thế nhưng mà vì A khả nghịch cho nên là lambda là nó khác không, khác không thì chúng ta nhân hai vế với một chia cho u, à một chia lambda nó sẽ được này. Vậy thì là một chia lambda sẽ là giá trị riêng của A mũ trừ 1. Từ đây chúng ta sẽ có kết quả giá trị riêng của cái em A trận A mũ trừ 1 này là gì. Xin mời một bạn đọc được không? Đây là ma trận tam giác dưới cho nên tìm rất là dễ. Tìm nó rất là dễ. Xin mời Nguyễn Trọng Hội. Nguyễn Trọng Hội đi đâu mất rồi? Nguyễn Trọng Hội gọi không trả lời, tính là thành vắng. Nguyễn Trọng Dương. Nguyễn Em có Trọng. chị ơi, em có Em là ai? em với Trọng Dương thế ạ. Ừ, Trọng Dương trả lời đi. Bây giờ mình đi tìm đét một cái này. Bài này ừ. Anh học lẫy dây không để ý gì cả. Cái ma trận này nó có cái đặc điểm gì? Hai trận tam giác dưới ạ. Ma trận tam giác dưới thì các giá trị riêng của nó là gì? Ma trận tam giác dưới thì các giá trị riêng của nó là gì? Là tất cả các phần tử trên trục giáo chính. Học học thế này thì chết, sắp thi đến nơi rồi. Các giá trị riêng của ma trận A là gì? Các giá trị riêng của ma trận A là gì? Của A trước đã. Sao Trọng Dương làm sao thế? 3 trừ 5 đa đúng không? Sao lại 3 trừ 5 3 nhỉ? Đồng chí này có làm sao đâu. Trên đường cháu chính mà. 3 2 5 8 đúng không? 3 2 5 8 không phải hỏi đúng không, cái đấy nó phải là chắc chắn thì còn hỏi đúng không. Mà giá trị bởi vì A là ma trận tam giác dưới cho nên các giá trị riêng của ma trận A chính là các phần tử trên trục giáo chính. Và trong bài này nó là 3, 2, 5, 8. Rồi. Thế sau đó em sẽ tìm các giá trị riêng của ma trận A mũ trừ 1 là cái gì? Xin bảo. Làm trong một nốt nhạc. Chết. Không để ý. Không làm được bài. Vương Văn Dũng trả lời câu hỏi nào. Vương Văn Dũng. Có Trả lời câu hỏi đây. Ở trên bạn vừa tìm giá trị riêng của ma trận A là 3258 thì bây giờ giá trị riêng của A mũ trừ 1 là gì?
A1-1 à? A1-1 là A1-1. Hay mình đi tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A nhỉ? Ma trận nghịch đạo. Phải. Bài này tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A thì có chết rồi. Nhìn lại kết quả. Anh học anh lúc này anh đi đâu anh bắt đầu lúc giáo gọi mới chạy vào thì làm sao mà hiểu được. Đây này. Đấy. Tóm tắt lại của nó như thế. Bây giờ chốt lại là gì? Là một trên alpha Thôi mọi người khác học bài của này chết. Nguyễn Thị Thu Hiền. Sắp tới trường mình có đi thi Olympic môn đại số tuyến tính, nhưng có bạn nào đăng ký đi thi không? Mình học cũng gần hết chương trình rồi. Bạn nào đăng ký thi thì nhắn riêng cho thầy nhé. Trường mình hiện nay đang có hai bạn thi tại trường. Thầy cô của mình coi nhưng mà đề ở trên đưa về. Đấy. Phải ý là như thế. Ủa thế thì cũng cầu kỳ viết cũng không hiểu. Nhỡ nó trục trặc cái gì mệt hết. Ở đây thì chúng ta ma trận A là ma trận tam giác dưới, cho nên là các phần tử, các giá trị riêng của nó chính là các phần tử trên hình chiếu chính 3 2 5 8. À, do đó các giá trị riêng của A mũ trừ 1 là lấy nghịch đảo lên 1 phần 3, 1 phần 2, 1 phần 5, 1 phần 8. Bài toán được giải quyết xong. Trong một nốt nhạc. Chết giờ. Lại thì chết rồi. Đấy, như vậy là trình bày của chúng ta sẽ thế này. Vì ma trận A là ma trận tam giác trên, à, tam giác dưới. Nó chỉ hỏi tìm các giá trị ấy thôi. Tam giác dưới. Và tất nhiên là đét của nó khác không nhé. Đét của nó bằng 3, 2 nhân 5 nhân 8. Trận tam giác dưới. Và đét như này là nó cho khẳng định rồi đấy. Là bằng 3 nhân 2 nhân 5 nhân 8. Nó khác không? Cho nên chắc chắn là A khẳng định. A khẳng định thì một. Có những kết luận. Thứ nhất là A khẳng định. Thứ hai là A có các giá trị riêng. Là tất cả các phần tử trên hình chiếu chính thôi. Lambda bằng 2. Bằng 3. Lambda bằng 2. Lambda bằng 5. Lambda bằng 8. Đấy. Nó là như thế. Thứ nhất là nó là ma trận tam giác dưới, cho nên là các giá trị riêng của A là thế này. Thứ hai là đét của A nó khác không, cho nên chắc chắn nó khẳng định. Đấy là cái ý thứ nhất. Thứ hai là đét nó cũng là ma trận tam giác dưới, cho nên là đét của nó bằng như thế. A là ma trận tam giác dưới nên A có các giá trị riêng là tất cả các phần tử trên hình chiếu chính. Thứ hai là đét của A nó khác không, cho nên là A nó khẳng định. A khẳng định và do đó các giá trị riêng là nghịch đảo của cái chế thôi của A mũ trừ 1 chính là tất cả những cái kia lấy nghịch đảo lên 1 phần 3, 1 phần 2, 1 phần 5, 1 phần 8 chấm hết. Bài toán được giải xong trong một nốt nhạc. Sao người ta viết lâu ấy? Tao đánh máy nó phải khác ấy. Đánh máy nó đẹp nó phải khác. 1 phần 3, 1 phần 2, 1 phần 5, 1 phần 8.
1 phần 2, 1 phần 5, 1 phần 8. Thế thôi mà không phải. Nó đã có cái định lý đấy, chả biết áp dụng vào cái gì cả. Cái đơn giản như thế, tức là ta quyền sử dụng. Sau này nó có những đoạn code sẵn thì cứ thế mà đi sử dụng mà cũng không hiểu được, không biết áp dụng vào là làm cái gì thì học. Nói chung là mình, thứ nhất là mình phải biết sử dụng cái code của người khác. Thứ hai là mình phải biết tạo ra code, tức là kết hợp các loại. Thì nếu như mà mình biết sử dụng code của người khác thì mình có thể là người tổng chỉ huy. Nhưng mà mình cũng phải biết sáng tạo ra thì mình mới ra bán được sản phẩm. Sản phẩm mình phải có cái gì khác, có cái gì đặc trưng khác, khác với lại những cái trên thị trường. Bây giờ mình giống như hệt như của người ta, chức năng lại kém hơn thì thôi, không được. Chức năng tốt hơn, giá cả lại rẻ hơn. Đấy, giải có thế này thôi. A là mặt trận ra dưới, cho nên là A có các giá trị riêng là tất cả các phần tử trên đường châu chính 3, 2, 5, 8. Nét của A nó khác không, cho nên nó khả nghịch. Khả nghịch thì cái giá trị riêng của nó là cứ là lấy nghịch đảo ấy, là xong.